Kính thưa quý vị, câu chuyện công an Đà Nẵng dở cái thói lộng quyền để triệu tập một chủ quán bún bò chỉ vì một đoạn video clip ghi lại cảnh rắc hành lá được bắt chước theo phong cách của thánh rắc muối so bay đã lại một lần nữa khiến cho bữa tiệc thịt bò rát vàng xa hoa của ông Bộ trưởng Công an Tô Lâm tiếp tục dậy sóng. Và ngay lập tức, hãng thông tấn hàng đầu thế giới, đó là hãng tin Reuters, đã cho chạy bản tin với tiêu đề Công an Việt Nam triệu tập chủ quán bún bò sau video bắt chước thánh rắc muối, và sau đó đã được nhiều cơ quan truyền thông khác trên thế giới đăng tải lại. Cái lối hành xử theo kiểu có tật giật mình như trên đã vô tình đẩy Bộ trưởng Công an Tô Lâm rơi vào thế thân bại danh liệt trong bối cảnh mà vụ bữa tiệc thịt bò rát vàng tưởng như đã bắt đầu lắng xuống. Trước đó, ông Bùi Tuấn Lâm là chủ quán bún bò có tên là Ba Cô Gái, có địa chỉ tại số 21/1 Ông Ích Khiêm, phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, Đà Nẵng, đã cho đăng tải một đoạn video clip mang tính châm biếm ở trên Facebook cá nhân có tên là Peter Lâm Bùi. Trong đoạn clip, ông chủ quán bún bò bình dân tự nhận là thánh rắc hành đã biểu diễn kỹ năng cắt thịt, rắc hành cùng với những bước đi uốn éo đánh mông điệu nghệ, đúng theo phong cách của anh chàng đầu bếp người Thổ đang nổi danh trên mạng. Và có lẽ là do thánh rắc hành phiên bản Việt Nam mới vào nghề, thiếu thốn cả về đạo cụ lẫn diễn viên quần chúng, nên đã không có cảnh mà thực khách hả họng đớp miếng bún bò như nhiều người từng kỳ vọng. Tuy nhiên, chỉ nhiêu đó cũng khiến người ta liên tưởng đến bữa tiệc xa hoa cùng với cú đớp miếng thịt bò rát vàng của ông Bộ trưởng Công an Tô Lâm trong nhà hàng của thánh rắc muối tại London, Anh Quốc. Và tưởng như đó chỉ là một đoạn video clip giải trí vô hại, nhưng thật ít ai có thể ngờ được rằng nó lại khiến cho giới quan chức Cộng sản Việt Nam cảm thấy tức giận. Trong đó thì một số kẻ cảm thấy nóng mặt khi thấy vị lãnh đạo kính yêu của Đảng, một vị tướng quyền uy thét ra lửa, một ủy viên Bộ Chính trị mà năm nào cũng đạt được những thành tích tốt trong việc học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, một ứng cử viên nặng ký cho chiếc ghế tổng bí thư của ông Nguyễn Phú Trọng. Một đảng viên ưu tú như vậy mà nay bị cư dân mạng mang ra trêu đùa. Và kết quả là ngày 16 tháng 11 năm 2021, hai viên công an sắc phục đã đến trực tiếp gửi giấy triệu tập đối với thánh rắc hành Bùi Tuấn Lâm với một lý do khá chung chung và mơ hồ rằng để làm việc cung cấp thông tin phục vụ điều tra và xử lý nguồn tin tội phạm. Đáp lại, ông thánh rắc hành từ chối nhận lệnh triệu tập với lý do là nội dung làm việc không rõ ràng. Và nếu như đây là một vụ tội phạm, thì phải chăng nạn nhân trong vụ việc chính là Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm? Ngay sau khi xảy ra vụ việc, có tin nói rằng ông chủ quán bún bò Đà Nẵng đã bị công an gửi giấy triệu tập là bởi vì đã khiến cho Đại tướng Tô Lâm và các lãnh đạo trong Bộ Công an cảm thấy nóng mặt, cho nên họ đã ra lệnh cho thuộc cấp trả thù và trù dập những người dân bằng những hành vi lạm quyền vô pháp vô thiên. Nhưng cũng có một số nguồn tin từ các cán bộ công an Đà Nẵng thì lại cho rằng vụ việc này là do cá nhân của ông Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, đã chỉ đạo để lập công ghi điểm để dâng lên cấp trên của mình với hy vọng được ông Tô Lâm chiếu cố cho một chiếc ghế thứ trưởng, hoặc ít nhất cũng là vị trí tránh văn phòng Bộ Công an trong thời gian sắp tới. Nhưng đối với dư luận, bất kể đây là do sự trả thù của ông Tô Lâm hay do thói nịnh nọt của Giám đốc Công an Đà Nẵng Vũ Xuân Viên, thì xem ra diễn biến vụ việc đã gây ra những phản ứng ngược, khiến cho bữa tiệc thịt bò rát vàng đầy tai tiếng của ông Tô Lâm tưởng như đang được chìm xuống, thì nay lại một lần nữa được dư luận hâm nóng lại. Nhưng lần này, thay vì chế giễu cái thói phàm ăn tục uống của Tô Lâm qua cú đớp miếng thịt bò rát vàng, thì người ta lại cười vào cái bộ mặt nhỏ nhen thủ vặt đến mức bỉ ổi của vị đại tướng Bộ trưởng Bộ Công an đương nhiệm. Nhận xét về vụ triệu tập đối với thánh rắc hành Bùi Tuấn Lâm, giáo sư Mạc Văn Trang nhận xét rằng lối hành xử của Công an Đà Nẵng là không cái dại nào giống cái dại nào. Giáo sư Mạc Văn Trang đã viết trên Facebook như sau: chuyện ông Tô Lâm vào cái hàng nổi tiếng bên Anh, rồi để cho tay thánh rắc muối đút cho miếng thịt bò rát vàng,
mấy hôm nay đã lắng đi về chuyện chúa đảo Cô Tô hiếp dâm và bao nhiêu chuyện nóng khác đầy trên mạng xã hội. Nay tự nhiên lại ồn ào bàn tán đến cái chuyện đáng lẽ đã quên rồi. Đó là do công an đi triệu tập ông Bùi Tuấn Lâm bán bún bò ở Đà Nẵng. Vì ông này làm cái clip bắt chước động tác của anh Thánh Giác Muối mà ông tự xưng là Thánh Giác Hành. Đó chỉ là trò chơi tếu của một người vui tính. Bất kỳ ai cũng có thể bắt chước cái động tác giác muối kỳ quặc và kiểu đi ống ẹo của anh chàng so bay đó. Trò vui đó thì ảnh hưởng gì đến an ninh quốc gia, an toàn xã hội và công an phải triệu tập. Rồi cái động tác một người xiên miếng thịt, đưa vào miệng người kia và người kia há mồm ra đớp, rồi giơ ngón tay cái lên gật gật cái đầu. Ai chả có quyền làm cái động tác ngộ nghĩnh ấy cho vui, nhất là đám thanh thiếu niên. Cho vui vậy thì ảnh hưởng gì đến an ninh? Công an đi dập những trò này là rất dại, vì nó càng kích thích bọn trẻ vốn khoái làm những chuyện nhố nhăng để trêu người. Hàng ngàn, hàng vạn người bắt chước cái tay so bay ấy thì công an biết làm sao? Theo ông Bùi Tuấn Lâm thì trước đây công an cũng đã có giấy triệu tập, nhưng ông không đi vì lý do không rõ ràng. Nay công an lại triệu tập và đến làm việc khá gay gắt lúc ông làm clip này, nên càng gây ra sự liên tưởng đến cái clip của anh chàng Thánh Giác Muối. Đã chót gây chuyện không hay thì lờ đi sẽ khôn ngoan hơn, đi bới ra cho thiên hạ nhớ lại chuyện cũ là dại. Đúng như lời nhận định của giáo sư Mạc Văn Trang, vụ việc công an Đà Nẵng triệu tập Thánh Giác Hành Bùi Tuấn Lâm hiện đang là chủ đề gây bão trên các mạng xã hội. Một đoạn video clip trên Facebook Đài Á Châu Tự Do cho thấy, chỉ trong vòng chưa đầy 24 tiếng đồng hồ sau khi đăng tải, vụ việc này đã thu hút được 569.000 lượt xem, 3.300 lượt chia sẻ và 4.000 lời bình luận, mà đa số là chỉ trích lối hành xử coi trời bằng vung của bộ máy công an trị Cộng sản. Đồng thời, một trào lưu chụp ảnh nhại lại Thánh Giác Muối với các phiên bản như Thánh Giác Ớt, Thánh Giác Tiêu, và thậm chí là Thánh Giác Phân vân vân cũng đang xuất hiện tràn lan trên Facebook như là một sự thách thức trước chế độ đàn áp của Tô Lâm và đồng đảng. Nếu như trong vụ lộ đoạn clip ăn thịt bò rát vàng, Bộ trưởng Công an Tô Lâm có thể đổ lỗi rằng đó là một tai nạn do bất cẩn nên bị chính các đồng chí của mình gài bẫy để bôi xấu, thì trong vụ triệu tập đối với Thánh Giác Hành Đà Nẵng đã cho thấy một điều rõ rằng đây là một hành vi trả thù nhỏ nhen của bộ máy công an trị đối với những người dân tay không tấc sắt, những người chỉ đơn giản là đang bày tỏ quan điểm một cách ôn hòa để nói lên chính kiến của mình. Bộ công an của Tô Lâm lâu nay vẫn quen thói cậy quyền để hà hiếp dân lành, nhưng lần này bọn họ đã đụng phải một người không dễ bắt nạt, bởi vì Thánh Giác Hành Bùi Tuấn Lâm trong đoạn video clip ở trên không chỉ là một chủ quán bún bò bình dân thường hay phục vụ các bữa ăn miễn phí cho dân nghèo tại Đà Nẵng, mà ông còn là một người thường xuyên lên tiếng đòi hỏi sự thay đổi tốt đẹp cho xã hội và thực thi những quyền cơ bản đã được ghi rõ trong bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, cũng như công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị mà chính nhà nước Cộng sản Việt Nam đã tham gia ký kết. Đoạn video clip ghi lại cảnh đối đáp của vợ chồng ông Bùi Tuấn Lâm trước hai viên sĩ quan công an sắc phục cũng đã lột tả được phần nào bộ mặt thảm hại của những kẻ khoác áo cơ quan công quyền nhưng chỉ quen thói dùng luật rừng. Nhìn cảnh những viên sai nha của Tô Lâm, mặt mày lấm la lấm lét, không dám nhìn thẳng vào mắt người đối diện, khi bị đuối lý thì chỉ biết dọa nạt cưỡng chế và bắt bớ đủ kiểu, thì chẳng khác nào hành động bôi cho chát chấu vào mặt chủ của mình. Câu nói rằng, nhiệt tình cộng ngu dốt bằng phá hoại, là rất đúng trong trường hợp này. Nếu như ông Đại tướng Tô Lâm chỉ vì sự thù vặt nhỏ nhen hoặc nghe lời xúi bẩy mà ra lệnh đàn áp bắt bớ người dân chỉ vì dám nhại lại Thánh Giác Muối, thì xem ra ông Bộ trưởng Bộ Công an đã tự đào hố chôn mình. Vì xét cho cùng, trong suy nghĩ của các chính trị gia Tây Phương, chuyện Tô Lâm ăn bỏ rát vàng thì cũng chỉ là chuyện một đám quan chức đến từ một đất nước cộng sản nghèo đói, đi ngửa tay xin viện trợ, nhưng lại đua đòi ăn uống xa hoa tại xứ tư bản. Tuy cạch cỡm và thô bỉ, nhưng người ta chỉ có thể phán xét về tư cách và đạo đức của Tô Lâm. Nhưng một khi Tô Lâm dám bỏ tù những ai chế giễu ông ta về vụ ăn bò rát vàng,
thì đây sẽ trở thành một vụ vi phạm đàn áp nhân quyền có hệ thống và sẽ là một tình tiết tăng nặng và càng khiến cho bản cáo trạng tội ác của Tô Lâm thêm chồng chất khi đưa ra trước Quốc hội Âu Châu. Được biết thì luật sư Nguyễn Văn Đài và các tổ chức đấu tranh cho dân chủ nhân quyền đã và đang phát động chiến dịch trừng phạt Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm theo đạo luật nhân quyền Magnitsky tại các quốc gia như Anh, Canada, Hoa Kỳ và Liên minh Âu Châu. Nếu chiến dịch thành công thì bữa tiệc thịt bò dát vàng sẽ là bữa ăn cuối cùng của Bộ trưởng Công an Tô Lâm tại các nước tư bản, vì khi đó các nước phương Tây sẽ phong tỏa tài sản và cấm nhập cảnh đối với Tô Lâm. Và một khi bị thế giới văn minh coi là tội phạm chống lại nhân quyền, thì coi như sự nghiệp chính trị của Tô Lâm cũng sẽ chính thức chấm dứt trong sự ghẻ lạnh, ô nhục và thân bại danh liệt. Một là kỹ này, anh là kỹ. Trách nhiệm trong luật quy định. Còn anh không nghĩ thì chủ, bên chủ công an sẽ lập biên bản kể về việc là ai nữa. Mà anh tôi nói luôn, cái này là gửi 3 lần, mà lần thứ 3 mà anh không có mặt là cơ quan công an sẽ ra quyết định làm giả. Là tôi nói anh biết chưa? Anh xử lý nguồn tin tội phạm, tức là anh làm việc với công dân, anh phải để cho nguồn dân biết thông tin chính xác rõ ràng, đi lên cơ quan đây là giải triệu tập, tức là anh phải có mục đích rõ ràng thì anh phải nói rõ nội dung. Anh không thể tới đây mà nói là muốn là mời công dân là công dân. Tại sao anh không để giấy mời mà anh để giấy triệu tập? Lần trước các anh cũng tới với một giấy triệu tập, đã nội dung là chồng tôi phản đối. Bây giờ lần này các anh cũng tới với một nội dung y như vậy, không có gì thay đổi. Trong khi đó lần trước chồng tôi đã nói là phải thay đổi giấy triệu tập với nội dung khác cho nó rõ ràng hơn. Anh không thể triệu tập công dân mà tới nội dung nó rất là mơ hồ như vậy. Công dân cũng phải thời gian đi làm việc, không phải đâu mà các anh làm phiền kiểu đó. Còn phải nói theo luật, luật thì phải rõ ràng chứ. Thì bây giờ anh Tuấn Lâm không có nhà, thì tụi anh gặp được vợ Tuấn Lâm là chị Lâm đây, chưa? Thì tụi anh đã giải thích một phần, Lâm là phải nhận giấy và gửi lại cho Lâm, nhưng mà chị Lâm không nhận. Cái thứ nhất, tôi nói cho anh rõ, anh quay phim tôi nói rõ luôn, trách nhiệm của tôi không phải là nhận giấy của ai cả, tôi không có trách nhiệm phải nhận giấy bất kỳ của ai cả trong biên bản làm việc. Tôi đang chứng kiến. Anh nói sai nên tôi phải đứng. Người chứng kiến này là người ở ngoài tới, không khách quan hoàn toàn.
người ở ngoài tới mới khách quan. Dạ. Còn tôi bố không biết người này là ai, người của các anh bố trí làm sao tôi biết được? Không, nó này, bây giờ chị không ký thì các biên bản nó không có trách nhiệm khác. Được chưa? Khi mà chị ký tên thì cơ quan công an không cần bố trí người chứng kiến á. Đúng không? Là bao nhiêu? Xin năm bao nhiêu hộ? 76. Còn nãy còn muốn nói chú không nhớ. Anh Sơn nên về làm việc lại. Tôi thấy lần trước đã gọi giá triệu tập một lần rồi, đúng y nội dung như vậy, lần này cũng y nội dung như vậy, không có gì thay đổi. Chồng tôi đã phản đối cái nội dung giá triệu tập không mơ hồ, không rõ ràng đó. Tại sao các anh không thay đổi mà lại tới một lần nữa? Mơ hồ hay không, trong giá triệu tập đã ghi rõ. Không rõ. Cơ quan công an đã giải thích ngay bữa đâu có quay phim ghi hình lại được chưa? Không anh. Và chị quay làm việc của chị, cơ quan công an có hình hình là giải thích rõ ra, chứ không phải rõ hay không rõ lần. Tôi làm việc với chồng chị là người. Cái thứ nhất. Chị này, tôi nói gì ngay. Tôi nói cho anh rõ nè, chồng tôi bây giờ triệu tập liên quan tới vụ án nào? Anh có nói được không? Anh bắt công dân thì đương nhiên phải công khai chứ, làm sao anh kêu là lộ là thông tin bí mật được. Em lần trước anh nói lộ, tôi không nói. Bọn ấy cũng phải bắt, bắt cái cậu quyền tin bắt, đấy là người giải trung tâm, em hiểu không? Em đừng dùng từ bắt, em hiểu không? Em đừng dùng từ bắt là em sai thôi. Triệu tập, anh có hiểu cái, anh có hiểu giá triệu tập không? Là buộc công dân phải đến cơ quan nhà nước làm việc. Buộc tức là bắt buộc công dân. Giấy mời nó khác giá triệu tập ở chỗ đó. Giấy mời công dân có quyền đi hoặc không đi, còn giấy triệu tập là công dân buộc phải đi, nhưng trên giấy nội dung thể hiện không rõ ràng. Giải thích rồi, anh không có. Rồi bây giờ anh làm nhanh đi rồi. Anh có muốn vậy thì anh nói cốt của anh không nói gia dông này. Nếu anh muốn làm việc với chồng tôi thì anh đợi chồng tôi về rồi anh hãy làm việc lập biên bản. Bây giờ lập biên bản này ở đây không có chồng tôi cũng có giá trị gì hết. Mà anh đang làm phiền tôi quá. Thôi, em đừng có nói nữa. Khi nãy em nói á là em là vừa người lắm nhưng mà không có lắm, em không nhận giấy triệu tập. Em là người nhà, luật quy định người nhà. Nếu như không có mặt của người trong giấy triệu tập thì gửi lại cho người nhà và nhận chuyển. Bởi vì giấy triệu tập anh không rõ ràng nên tôi không nhận. Okay, anh có hai người chứng kiến là anh Lê Hà Duyệt và anh Tên Văn Dũng. Có nam sinh anh lập biên bản ghi nhận sự việc, người nhà không nhận là thôi. Tôi nói thẳng luôn, người nhà không nhận bởi vì giấy triệu tập không khác gì lần trước, giấy triệu tập nội dung không rõ ràng. Chồng tôi có quyền từ chối. Anh nên quay vô người làm biên bản. Em tên là gì? Em là tên Lâm, nhưng họ tên của em là gì? Để làm gì? Tôi không có quyền cung cấp thông tin cho anh. Đó, okay. Anh quay ghi nhận là sự việc của người nhà không chịu cung cấp thông tin, không chịu là. Đúng rồi, tôi có quyền không cung cấp thông tin cá nhân của mình cho bất cứ người nào không liên quan. Tôi đâu có liên quan đâu mà cung cấp thông tin cá nhân cho anh. Em nói là em về cái thứ hai, cái thứ nhất thế nào? Em nói là em vừa lắm. Cơ sở nào nói là em vừa lắm nha, chắc gì em là vừa lắm. Anh yêu cầu để em ghi vào biên bản A là có. Tôi thấy không cần thiết, tôi thấy không cần thiết. Như lần trước đi, anh cứ làm như lần trước đi. Là đổi lại là không có lắm, nhưng mà em bảo là mặc gì tôi phải cung cấp thông tin cho các bạn. Đó là em tin bài ghi nhận là em. Ừ, anh quay rồi, anh đừng lo. Trước có cơ sở nào em. Nhưng mà tôi có quyền không cung cấp thông tin cá nhân cho anh. Anh có hiểu luật không? Còn thật ra tụi anh biết hết rồi, tụi anh phải đi tới đây mà hỏi han nữa. Cái gì mình biết rồi thì mình thôi mình làm luôn đi.
em đừng có nói câu nữa. Việc mà làm á thì đâu phải là quyền của bọn em, có đấy quyền của bọn em là công an phải mời làm việc trao đổi xác định có hay không có nhân vị đó. Em bảo được biển làm rồi đi được, xin ra công an xin ra phải mời bọn em đến làm việc làm chí. Em nói là em đang sai rồi, cứ nhìn lại. Anh thứ nhất là nếu mà anh không tin trong tôi. Thôi em nói với em bảo không nhận được cái nợ thuốc, còn em cũng kỹ được việc của em. Vợ của em. Nực cười, đưa giấy mời không nhận giấy mời, có quyền không nhận, không nhận cũng lập biên bản, luật ở đâu không biết, đưa giấy triệu tập người ta chưa nhận cũng không lập, giấy triệu tập sai người ta không nhận cũng lập biên bản giấy đó, mời biên bản làm việc chỉ làm việc trên cơ quan điều tra, cơ quan an ninh hoặc là trên cơ quan hành pháp và thi pháp, chứ làm sao biên bản lập nhà dân ai chứng kiến. Cái thứ nhất này ba tôi không liên quan, các anh không được quay phim này kia. Hả? Ba tôi đâu có liên quan. Không có hình nhưng mà có thể ghi ghi lại hoặc nói. Không không anh. Không anh, anh phải tắt camera, nếu anh làm vậy là sai quy định đó. Con vào cho tôi
Cái anh gần xong chưa? Sao lâu quá vậy? Rồi các anh cứ mang đi ra ngoài để muốn ký muốn làm gì đó thì cứ ra ngoài mà ký. Rồi các anh cứ làm nha, tôi xin phép nha. Ủa, tôi đã nói là tôi không nhận và biên bản tôi cũng không ký, mà anh ghi gì sao tôi biết được? Anh nên quay qua phía bên này. Thì quay tôi cũng quay chị chứ. Anh là cơ quan công an, tới đây tôi có quyền quay anh. Anh có hiểu ghi đặt lại công việc của tôi, chưa? Nhưng anh không quay tôi. Công việc tôi không có đăng phát cái này lên mạng, chưa? Khi nào tôi đăng phát này lên mạng thì tôi mới sử dụng hình ảnh trái phép người khác. Còn đây là không anh, quay hay không là được, phải được quyền của người được quay nữa anh. Tôi có công an của công an phương thì nên gửi lại để chúng ta những một bờ gửi anh đó, nhưng bây giờ anh không ở nhà thì tôi có công an thì nên gửi lại cho người nhà, nhưng mà chị Lâm đây là bảo nên không nhận, và khi cơ quan công an yêu cầu cung cấp thông tin thì chị cũng không cung cấp thông tin để phục vụ cho công tác để biên bản ghi nhận sự việc. Hôm nay cơ quan công an có lập biên bản ghi nhận sự việc là việc gửi để chúng ta công an nhân đó, anh không có mặt, người nhà cũng không nhận, khi yêu cầu cung cấp thông tin cũng không cung cấp, và có sự chứng kiến của anh Lê Hà Việt và anh Trần Văn Trung. Tôi là người, tôi có quyền không cung cấp thông tin cá nhân của mình. Được, anh hiểu chưa? Được rồi. Tại sao anh phải vi vào biên bản cái điều mà công dân được quyền? Tất cả mọi sự việc đều đã ghi nặng hết. Giờ bây giờ giấy triệu tập tôi không lấy. Tôi không lấy giấy triệu tập, các anh cứ mang về. Còn việc chị xử lý thế nào? Anh cứ mang giấy triệu tập về. Tùy về tôi. Không anh. Anh không có để đâu ở đây hết. Tôi không có trách nhiệm phải nhận. Các anh cứ đi về. Đi về. Thôi xin phép cho anh ấy. Anh cứ tự nhiên. Cái gì vậy? Chạy rồi. Đấy, nhà đòn chí hạng ấy. Nhà bây giờ. Ui giời. Đấy. Bác lúc này giỏi thật. Thôi. Nói này thôi. Buộc cái mõm vào đây. Buộc chặt vào. Mấy vòng vào? Không, một nhát nữa thôi. Vòng nữa. Thế thôi. Rào củ thế. Đấy, được rồi. Rò vào, đứng vào. Rào củ thì sao? Nhưng ra. Bắt đầu chặt đi, xong lên đấy, lấy chảy ra. Đấy, này, cái mõm nó này hất ra thì cho. Thế mà tiết nó phải chảy ống ọc cơ. Kéo đánh cái cành rồi. Hứng nữa vào, không lấy thì nó ra ngoài. Có tí tiết ra ngoài hết. Cho dao vào lách nữa rồi ra đấy. Chốc cái ra, đấy, giờ bắt đầu. Nó còn thở mà.
nó còn thở mà. Nó còn thở mà. Nó còn thở mà. Nó còn thở mà.